Lô này thì giá 700 ngàn thì giờ không mua thì cũng không không có lô nào bằng lô này nữa đâu cô chú gì. Đẹp lắm. Cực kỳ đẹp. Chỉ có một cái là cái màu lúc này hơi rực thôi. Thì cái này thì nó không quan trọng, nhưng mà nhiều khi cô chú anh chị mình có những người mà người ta chưa có rành á, mình chưa có chơi mai á, nhiều năm á, thì mình thấy cái màu vàng mình sợ. Rồi, chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hiện tại em đang đến vườn mai của Khải tại xã Tân Thiền, Chợ Lách, Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn mình một lô mai ha. À, cái dạng này thì hiện tại thì cô chú anh chị mình cũng đang tìm kiếm nhiều lắm, tại vì em biết cái hàng dưới 1 triệu thì năm nay cái nhu cầu đại đa số bà con thương lái mình cần rất nhiều ha. Thì hôm nay em sẽ quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn có 100 mấy chục cây á. Rồi anh chào Khải nha. Chào cả nhà. Thì hôm nay bên nhà vườn mình có cái lô mai này có tầm khoảng bao nhiêu cây, mình giao lưu với nhà vườn giá nhiêu em? Dạ, lô mai này của em giá tầm 110 cây anh. 110 cây. À, giá bao nhiêu một cây à? Em giao lưu là giá là 700 một cây giá xô anh. Xô là 700 cây ha. Dạ. Rồi giờ mình đi vào bên trong để mình xem cái mặt hàng của mình như thế nào. Thì cái giá nghe cái giá 700 là nghe là có lý rồi đó, tình cảm rồi đó. Để coi mặt hàng của mình thì ồ, nụ nút quá trời nè. Đây, cả nhà thấy nụ nút quá trời nha. Thì hiện tại cây mai mình đang nuôi ép chậu, đang nằm trong chậu 4 ha. Dạ, cây em đang ép chậu. Hoành này thì chắc cũng tầm từ 15 tới 17 nha cả nhà. Hoành không lớn nhưng mà được cái là cái cốt cành rất là khéo nha, cốt cành lực. Với lại cái lô này thì có cây gốc đế cũng rất là đẹp luôn và tàn túa cũng ngon lành ha. Đâu đâu đâu, em đứng gần cái cây cho cô chú anh chị thấy nó chẳng cỡ nào nha. Đó, cả nhà mình thấy cái tàn bự lắm nha, tàn cũng ngon lành nha. 700 ngàn cây thì cái giá này rất là dễ mua rồi, nhưng mà cái cây này tàn quá trời nè. Đâu đâu mà mình đứng phập vô trong đứng. Đó, cả nhà mình thấy không, tàn tố thì lúc này thì đa phần nhà vườn cắt phân rồi, hoặc là mình đi phân mà có kali nhiều thì nó lượt số lá thôi nha cả nhà, chứ không phải gì. Lúc này thì cũng cái lá là không quan trọng nữa, vài bữa thì lặt hết rồi. Thì tàn tròn nụ nút ngon lành ha. Còn có mấy gốc này tầm 20 luôn mà, con số gốc lớn à, gốc cũ nó đế nở nha nè. Hàng này trồng cũng ngon nữa, tôi ngon cái ghế sao mà nhìn nó cứ ngát vậy, ngày tưới với hai cử không thấm nó nữa. Dạ, ngày em tưới 3 cửa gần năm. Trời ơi nuôi cực quá hả, mà đẹp lắm nha cả nhà, nụ nút nè. Ôi thôi cái này hàng này 700, cô chú không giờ không mua đi tiệm đâu nữa, hàng gốc đẹp nha, gốc đẹp nè. Mà cô chú anh chị để ý nha, cái giai đoạn mà khi cây mai của chúng ta mà nó ngưng ngưng đọt á, bắt đầu làm nụ là như cây mai mai mạnh như thế này thì nó nứt 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 ra nè, nó bắt đầu phát triển. Thời điểm này nó mới phát triển cái thân mới mới lớn, nụ nút quá trời đẹp nè. Hàng 700 này hiện tại giờ cũng chắc cô chú anh chị mình tìm không ra đâu, không ra được cái hàng này đâu. Thì hoành hoành nó từ 15 tới 20 nha cả nhà. Nãy ấy chứ đa phần là từ 17 tới 20 nhiều. Nhiều báo vậy khi mà chúng ta tới thì nó có những cái hàng mà nó lọt lại 15 thì chúng ta không có bỡ ngỡ ha. Nhưng mà coi cả nhà coi gốc đại nở nở hết trơn. Đây, củ đế nè. Củ đế nở nè. Đây. Gốc bự chảng nè, thấy chưa? Chân cành đẹp luôn nha. Ủa cái chân cành lực thiệt ghê vậy ta. Này em bán giá này chắc không lời nhiều quá cả. Dạ không anh ơi. Tại cái giai đoạn này thấy người ta bán mình bán cũng chưa bán cũng hơi nhóm nhóm ha. Dạ cũng hơi. Chứ cái gốc phôi này hồi đó mua cái phôi đẹp nè, phôi chân cành đẹp quá trời này. Mà tàn túa cả nhà thấy không, tàn túa ngon lành nè, nụ nút đẹp. Bên nhà vườn em nói bán 700 ngàn cây thì nhóm được mua ủng hộ dùm, năm em nói ha, mới làm năm đầu tiên à. Phôm tàn tròn rất là dễ thương nha. Tại cái lối này thì đa phần mai nào cũng vậy, cái màu lá thì nó phải rực rực. Nụ nút đẹp nha cô chú ý chị, để ý những cái nụ mà nó rám vậy nè thì nó sẽ dễ nở. Rồi, quá ok luôn. Đây cô chú anh chị mình thấy nụ nút quá trời luôn nè, mà cái màu nụ này đẹp nha, cái cốt cành nó lực, cốt cành nó lực thì nó sẽ tống, nó đủ sức nó tống cái bông của mình lên to lắm nha, nằm dài dài đây luôn ha. Dạ. Ồ, mấy cây ngoài này củ đế nở ngon quá.
đây nè cô chú anh chị mình thấy để nở ngon quá trời. Tàn đẹp ghê chưa, cả nhà thấy tàn à. Thì cái này chiều cao của nó dao động từ 1m6 tới 1m7 thôi nha, tầm tầm cỡ đó. Cây tàn túa đồ nụ nút đồ tất cả các thứ đều ngon lành hết. Khu bên kia cũng còn số nữa nha cả nhà. Đây anh nhà mình thấy ha, dàn nụ đẹp, bên nhà vừa nuôi dàn nụ đẹp lắm. Và cái cọng á cả nhà, cái cọng nhánh á nó đủ lực, cọng này thì đủ lực á, thì nó sẽ nở cái bông của ta, nó nở nó cái bông thứ nhất nó to nè, thứ hai là một cái nụ của nó sẽ lên từ từ 7 tới 9 cái bông luôn á, nó nở cái rực rỡ luôn ha. Ôi mấy cây này tàn hết biết rồi, đang đứng gần lại cái Khải. Né không, ta không biết cây cỡ nào đó, cả nhà mình thấy 7-8 ngàn một cây đó, tàn túa cỡ đó đó, mà tàn đẹp nhưng mà nụ đẹp rồi gốc đế đẹp luôn, quá đáng. Tàn mấy cây đẹp quá. Thì cái này thì nhà vườn mình cho chúng ta, ví dụ như mình lấy luống, nhưng mà cái nào xấu quá mình bỏ ra, chứ cũng không phải là bắt người ta lấy hết, tại vì mình nuôi đâu có đạt hết 100% được đâu, nó cũng phải có cây đạt cây không ha. Đây vậy thì quá ok kìa đó. Do năm nay cả nhà mình biết thì tình hình thì kinh tế khó khăn, ai cũng sợ, nhất là thực các thương lái là nhán cái dạng mà cái hàng hơi nhiều tiền, thì đa phần là tìm cái hàng gọn gọn như thế này nè. Và đúng ra những cái hàng này mỗi năm thì cái cũng không có giá này đâu, nhưng mà năm nay mà cả nhà muốn bán giá cao nữa lại khó, nhà vườn muốn bán mau thì kêu chúng ta giá 700 cho dễ bán ha, giá 700 ngàn cây làm nội tưới ngày ba cử thôi cũng lỗ nữa cả nhà, tính tiền công thôi là hết đám mai luôn á. Tưới ba cử thì coi một người đàn ông thì mất một ngày, tưới phân dịch thuốc rồi thì mất ngày 300, một tháng 9 triệu à, một năm 108 triệu à. là cả nhà mình thấy là hết bán hết đám mai đâu có nhiều tiền đâu, mình tính cái tiền công thôi cũng lỗ nữa. Nhưng mà làm cây thì được cái là mình coi như mình tự mình làm mướn cho mình thôi, mình không có phụ thuộc vào ai thôi. Chứ còn mà để mình nuôi mai này, mình để nó mà giàu phải nuôi tới hàng ngàn cây nó mới lòi ra mới có lời. Còn cỡ này thì kiểu như cọc cạch qua ngày vậy thôi. Mà trong đó cũng có một số ví dụ như mấy cái hàng gọn gọn như thế này thì cả nhà mình không lấy thì bỏ ra, nhà vườn cũng không ép lấy nha. Rồi em xin nhắc lại nha, bên nhà vườn mình thì nãy em có nói có bao nhiêu cây cả? Dạ 110 cây anh. 110 cây ha, 110 cây thì nhà vườn mình giao lưu chúng ta giá là 700 ngàn một cây, giá xô ha. Giá xô nhưng mà mình có thể lựa khúc coi như kiểu như cái nào tại quá bỏ ra. 700 ngàn một cây. Cái lối này thì cô chú anh chị ngoài Bắc á mua vẫn còn kịp nha, ví dụ như alo nếu ưng ý thì miễn mình không có người ở đây lựa thì nhờ bên nhà vườn lựa nha, nhờ nhà vườn lựa rồi mình chuyển tiền thì nhà vườn sẽ lặt lá cho chúng ta, thì khi nào mình lấy thì bóc lên xe. Ở đây nhà vườn giao lưu giá tại vườn chứ không có ship và không có bao ship nha cả nhà, nhưng mà hỗ trợ chúng ta lên xe. Thì đây vườn chúng ta thì xe lớn vô tới chỗ nên mình bóc lên rất là tiện ha. Rồi những cây này tàn toàn rất là đẹp luôn. Này tại nhiều khi hơi trễ, cô chú anh chị mình có ngoài Bắc có nhu cầu thì đã nhiều khi có người mua rồi, chứ chưa thì cái này mình lựa ra mình lấy một xe tải mình đi được nhiều cây lắm nè. Tại bên đây nhà vườn ép chậu, những cái hàng này thông thường thì vô chậu 5 ha, vô chậu 5 rưỡi,
mà ở đây nhà vườn mình vô có chỗ 4 rồi, nên ngày tưới tới 3 cử ha. Nên như cái này thì cả nhà mình đi xe rất tiện luôn, đi mà đi ngoài Bắc, tại vì một xe 3 giờ là đi này cầu cả trăm cây á mà. Nên nó tiện lắm, chúng ta giảm được cái chi phí ha. Nhưng mà bà ra bán cái giá không có thấp đâu, tại cả nhà mình coi. Đầu đàm đứng mà đứng phía sau mà cái tàn cây đó thử cây thầy. Một cái tàn đẹp. Kinh khủng chưa? Đó. Cái tàn này nè cả nhà. Cô chú anh chị mình mua về trồng rất là đẹp nữa, cái tàn xà ngang không à. Ít hiếm có cái lô mai mà được cái tàn dày lắm nha cô chú anh chị, chứ không phải lô nào cũng được nha. Cái tàn mà nó xà nó banh ngang vậy nè, cái này thì coi như là kiểu như là đã có sửa sơ sơ á, mà này nhà vườn không sửa, nhưng mà hồi xưa đó không biết ta tổng cách sao mà được bung tàn ngang gì, hiếm có cái lô được vậy lắm. Lô tàn ngang như thế này á, mình đem trồng xuống đất sau này nó có tương lai, mà cả nhà coi nó đều 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 là tàn bung ngang không á, đẹp lắm. Lô này thì giá 700 ngàn thì giờ không mua thì cũng không có lô nào bằng lô này nữa đâu cô chú chị, đẹp lắm. Cực kỳ đẹp. Chỉ có một cái là cái màu lúc này hơi rực thôi. Cái này thì nó không quan trọng, nhưng mà nhiều khi cô chú anh chị mình có những người mà người ta chưa có rành á, mình chưa có chơi mai á, nhiều năm á, thì mình thấy cái màu vàng mình sợ. Tại vì lúc này á, là thứ nhất đã qua một lần làm phân thúc nụ thì nó lượt lá một chập ha. Lúc này bắt đầu mình cắt phân cái nữa thì nó lượt một chập nữa. Nên thành ra thì cái nụ của chúng ta thì giờ nó đang rất là đẹp nha. Nhưng mà những cái màu lá thì có những cái cây thì nó sẽ lượt lá bớt để chi, để nó nuôi cái nụ nha cả nhà. Là nó rụng bớt nuôi nụ nè, cả nhà có nụ nào luôn đấy, đã ghê không, tàn túa thì đẹp tuyệt vời ha. Lâu này thì không có gì bàn cãi nữa, chú ý mình còn cái nhu cầu nữa hay không thôi, chứ 700 ngàn thì quá trớn nha. Mê thế cái cũ này mê quá trời. Rồi thì nội dung cũng không có nhiều nên em quay nhiều thì cả nhà mình xem cũng ngán ha. Thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh, thì rất là mong cô chú anh chị mình ủng hộ nhà vườn của em đó ha. Là mới làm năm đầu tiên thì làm vậy là rất là đạt ha. Màu nút như vậy là rất ok ha. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ. Rồi thì thôi em chắc cũng xin kết thúc cái kênh cái clip tại đây ha. Chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha. Chào tạm biệt cả nhà.